Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Service Judge Hoàng Bích Ngọc, Việt Nam. Trên sân số 2, nội dung đơn nam vòng 16, Soft Drink Ray, Campuchia, thi đấu với Chico Ona Tri Quatorio, Indonesia. Trọng tài chính của trận đấu, Nguyễn Công Cương, Việt Nam. Trọng tài giao cầu, Maria Jennifer Prosula, Philippines. Thank you.
Thank you.
bên nhau ấm áp bạn hiền, trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi. Rằng ơi tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Thank you.
Thank you.
Trên sân số 3, nội dung đôi nữ vòng 16. Thank you.
Thank you.